Các đầu ngãnh là đợt tới là phải vực dậy từng hộ gia đình một. Đấy, chứ không không thể, không thể để họ như mình thế này được. Họ dân tộc còn nghèo lắm. Mời các cụ. Tôi phải thoát nghèo chứ. Mời cụ đi. Đây chết. Có mời cụ ạ. Đây. Bây giờ mày cầm quyển sổ này nhá. Các cụ phát biểu cái gì thì mày ghi hết vào đấy cho tao. Dạ nhá. Vâng, cháu biết rồi ạ. Rồi. Tao họp đến đâu rồi nhỉ? Bác đọc hết chương 3 rồi ạ. Chương 3 rồi. Thôi dạ được vâng. Mày đứng gọn vào kia cho nó đỡ vướng nhá. Rồi thế tao họp tiếp các cụ nhỉ. Họp từ sáng đến giờ thì con thì mệt lắm rồi. Thế còn các cụ thế nào? Có đảm bảo sức khỏe không ạ? Anh cứ nói. Dạ vâng, thế cảm ơn các cụ. Thế thì phần tiếp theo ấy thì như là con đã viết ở trong công văn gửi tới các đầu ngành ở trong họ. Con yêu cầu các cụ là các cụ cố gắng thử lục lại gia phả ba đời họ nhà mình xem trong họ nhà mình có ai làm quan hay có ai là đại gia hay không. Các cụ cho ý kiến ạ. Cái thằng Tích, mày không được ăn nói sách mé với các cụ như thế. Ở đây toàn các cụ có tuổi cả, không được đánh đổ đông như thế. Xin lỗi cụ ạ. Xin lỗi cụ đi. Thì thầy nói như thế là thế nào, con không hiểu ý thầy ạ. Cụ Đoành là người to nhất họ. Cụ ra những chỉ thị gì thì chúng tôi mới có quyền phát biểu. Còn nếu không thì chúng tôi chịu. Đầu hàng. Dạ, đành rằng cụ trẻ Đoành đây là cao nhất ở trong họ. Thế nhưng mà cụ còn trẻ, cụ làm sao biết được những cái bậc tiền bối ở trong dòng họ của mình mà cụ nói ạ? Anh Thích đâu rồi nhỉ? Dạ. Tôi nói anh Thích này này. Dạ. Tôi rất là quý anh. Tôi rất là tôn trọng anh. Thế nhưng mà thằng con này nó rất mật dày, nó rất là sách mé. Đấy, đấy cái thằng này ấy, bây giờ tôi mới biết là từ xưa đến giờ nó không coi tôi ra cái gì cả. Đây họp suốt từ sáng đến giờ đây. Đây, nó toàn tìm cớ để nó đã đẻo tôi rồi. Đây, thôi bây giờ này nhá. Tôi các anh họp đi thôi, tôi về đây. Con dại cái mang. Rất xin lỗi cụ, xin lỗi cụ. Mày xin lỗi cụ đi. Thôi thì cụ 9 bỏ làm 10. Cụ cứ ngồi lại họp cho nó vui. Con thì cũng chỉ vì cái sự thịnh vượng của cả dòng họ mình nên mới triệu tập các cụ cái phiên họp bất thường như thế này. Nhưng con có ý gì đâu. Dạ thôi mời cụ cứ ở lại. Dạ. Mày nhớ nhá. Dạ. Mày nhớ nhá. Dạ vâng. Bây giờ anh mà hỗn hảo với tôi thêm một lần nữa thôi. Nhá, tôi không có họ hàng gì với anh đâu nhá. Dạ. Đừng cứ tưởng. Tôi thấy bây giờ anh tưởng đâu rồi. Dạ. Bây giờ anh là người lớn tuổi nhất thì anh nói cho cháu Tích nó biết. Đi. Dạ vâng. Thì tôi đã lục tìm gia phả ba đời của họ hàng nhà ta. Nhưng mà từ xưa đến nay á chưa có một ai làm quan cả. Thế còn đứng về phía đại gia thì đúng rồi, cách đây hai đời thì cái gia đình bà cụ Toách ấy là đại gia. Và đấy là cái chi của ông này đấy. Từ chi này. Anh nắm thế là anh nắm trượt rồi. Ngày xưa cụ thân sinh nhà tôi ấy, là cũng rất quan tâm đến cái chuyện là nhà, họ nhà mình có ai làm quan hay là giàu có hay không. Thì tôi mới hóng hớt được là thế này. Tức là nhà chị Toách ấy là nữ. Đấy, trước khi đến với anh Toách. Anh Toách tức là ông nội của anh Thích đây. Tức là thằng Tích thì là phải gọi ông cụ đây. Đấy. Thì trước khi chị Toách đến với anh Toách thì chị có hai người con riêng. Nghe nói đâu làm thủy thủ thuyền Viễn Dương, chạy cái tuyến Móng Cái Cà Mau, rất giàu, thế nhưng mà lại không phải nằm trong họ nhà mình. Đây, nó dính dắt thế cơ. Thế mà từ xưa đến nay chúng tôi cứ nghĩ rằng họ nhà mình. Ôi, đấy là các anh thấy là người sang là bắt quang làm họ đấy thôi, chứ không phải họ nhà mình. Thế có nghĩa là từ nãy giờ các cụ phân tích thì có nghĩa là dòng họ nhà ta là ba đời nay chưa có ai giàu có cả. Đúng không ạ? Mà người ta thường nói là cái gì? Không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời cả. Thế thì đến con là đời thứ tư rồi. Thế thì tại sao thì con lại vẫn chưa giàu được? Các cụ thử cố ngẫm cho con xem nó dối ở cái chỗ nào để con còn gỡ. Này, Tích này. Ngày xưa ấy, mày nghe lời thầy, mày đi học cái lớp sơ cấp cơ khí thì có phải bây giờ mày sướng không nào? Thầy, sơ cấp cơ khí cái hồi đấy chỉ làm cái liềm, cái cuốc, cái búa với mấy thứ vớ vẩn. Con lại phải đi làm ba cái lẻ tẻ. Này, mày cứ soi khỏi cái gương thằng Sự đấy. Nó là thông gia với mày đấy. Mà bây giờ nó là đại gia của cả cái vùng này đấy. Chứ đùa. Đại gia như cái thằng Sự ấy. Như dạng đại gia chân đất. Con không thèm chấp. Có cái gì mà thầy cứ phải ghê gớm. Đành nhá.
Các cụ ở đây nhá, các cụ ở đây thì lớn tuổi rồi, các cụ học nó không vào thì đã đành. Thế còn cụ trẻ Đoành ấy, có một tí tuổi danh nhưng mà có chịu học hành gì đâu. Đấy, bây giờ chỉ là cái anh bắn đồng nát, hết phim. Tôi tát vào mặt anh bây giờ đây này. Này, các anh nhá, các anh chứng kiến nhá. Nó vừa nó ba que sổ lá với tôi đấy, nó vừa nói đều tôi đấy. Vừa nó rất là nó sách vé này. Tôi nói với các anh nhá, tôi không có họ hàng gì với cái thằng này cả nhá. Tôi các anh họp tôi về. Con họp hành gì nữa, tôi cắm về các ông ơi. Về đây. Các cụ về rồi. Khổ quá thì các cụ đã họp xong đâu, còn mấy chương nữa cơ mà. Con chào các cụ. Con chào cụ ạ. Ừ. Con chào cụ ạ. Con chào cháu. Mày giết thầy rồi. Cụ mà dỗi mà về, tao đố mày dỗ được cụ đấy. Thì tao cũng phải về thôi. Ơ kìa, thầy cũng về à? Các cụ không ở lại ăn cơm mà. Con chào cụ ạ. Thầy ở lại ăn cơm nữa à? Cơm nước cái gì? Mày về bảo cái thằng Tích nhà mày ấy, làm các cụ giận các cụ về hết rồi. Cơm chả nước, vơ bẩn. Cụ bàn xong hết nhưng mà các cụ lại đi về như thế này thì... Mà cái dòng họ nhà này, có như thế này thì đến bao giờ mới giàu được cái chuyện này. Con chào ông nội. Ông nội cụ Thóc. Ông nội cụ Thóc làm cái gì để mà các cụ giận về hết thế à? Trời ơi, cụ trẻ cụ phát biểu cái gì mà các cụ giận, các cụ bỏ về hết. Thế bây giờ cơm nước tôi nấu cả rồi, thì tính thế nào? Không ăn hết thì mai ăn. Này, nhà mình là sắp giàu to rồi. Bà đào được hũ vàng à? Hũ vàng cái gì? Ông Sự, ông cho tôi đấu thầu cái quán nước ở đầu cổng ấy. Ông nội cụ Thóc sang nói khó với ông Sự, cho mình đấu thầu nốt cái bãi giữ xe đi. Mấy hôm nay ô tô nhiều lắm. Này, không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời nhá. Tôi sắp giàu rồi, mà tôi nói cho bà biết nhá, ông Tích nhá, dù có chết đói thì cũng không bao giờ ông ấy vướng vào cái nghiệp trông xe nhá. Hết phim. Đi vào đây ăn cơm với ông. Như có tiếng người. Có người đến. Làm gì có ai đâu. Kệ. Ôi chết rồi. Có người thật anh ạ. Hả? Anh ơi, anh tìm chỗ nấp đi nhá. Gia đình có ai lấy thêm cát sỏi gì không nhỉ? Cú cú. Cú cú cú. Cú cú cú. Cú. Ồ, cú, anh cú. Tích à? Ôi trời ơi. Mệt. Yep, lâu lắm rồi mới gặp ý. Thế hôm nay đi đâu mà sớm thế? Anh đi tìm em chứ còn đi đâu nữa. Này, anh thấy bảo là ông xã em về nên không dám sang. Ôi trời ơi, lão ơi đi suốt đi có về đâu anh. Ô thế à? Anh thấy em đang xây nhà đấy này, mà cứ một thân một mình đấy. Dạo này túng quá. Ôi anh đưa tiền cho thằng Sự, bảo để nó hỗ trợ cho em, nó có được không? À, thế hóa ra đấy là quà anh cho em đấy à? Chứ không quà của anh thì quà của ai? Cái thằng Sự này, láo đặt thằng Sự này. Mà anh Tích này, dạ? Em nghe nói là anh Sự hình như đang gặp cái phốt gì nặng lắm phải không? À, khổ, nó lừa dân, đang phải bỏ trốn khỏi làng, anh đang phải đi tìm nó đây này. Thế nhưng mà em lại nghe nói là anh ấy bị ai hãm hại cơ mà. Đúng là khổ thân anh ấy thật đấy. Nó không hãm hại người khác thì thôi chứ ai hãm hại được nó. Mà em làm gì mà em phải thương xót cho nó như thế. Thế à? Mượt này. Lâu không gặp thế em. Trắng nhờ. Càng nhìn càng hấp dẫn. Này 7 năm rồi đấy mà nhìn em vẫn chắc chắn lắm. Mượn này, hay là cho anh khai thác em tí nha. Anh Tích, anh đừng nhìn em như thế, em hốt. Mà lỡ bên ngoài ai nhìn thấy thì chết ấy. Kệ người ta, cho anh khai thác ôm em một cái nữa. Không, anh Tích bỏ ra. Chạy làm sao được, không gặp thì thôi chứ, gặp đây chịu được. Tích khổ quá. Yếm nào.
cho anh khai thác một chút. Không. Rồi rồi, anh cấp tiền cho mà hoàn thiện nốt nhà nhá, nhá. Ơi đồng ý nào. Anh, nào thôi. Anh tính bỏ em ra. Quá thôi. Anh tính một tí thôi. Khổ quá mười chỉ để về chúa đến canh cửa, không cho ai ra nhá. Im, phải im. Này. Đưa đi. Làm gì vậy? Kiểu mày thằng nào? Này, tao đang định hỏi mày là thằng nào mà dám tự tiện vào nhà tao thế này? Mình ơi, cái ao ngáo gái này ở đâu ấy? Tự nhiên cứ nhảy vào đây đòi khai thác nhà đất của em ấy. Sao em không bênh anh em này? Ôi rồi. Mình ơi. Mình ơi. Ôi rồi. Anh cô ơi, mà. Có thằng có đến chim chuột vào anh. Các chú hỗ trợ anh, bắt sống tập chết anh. Đi. Bố. Có trẻ con không tiện. Các chú ra canh đi. Vâng ạ. Bố. Các con đâu? Quà của con đâu ạ? À đây có quà đây. Đây. Ai? Đây, quà của các con đây. Các con xin bố. Của Ngấu này. Của Tuấn Anh đây. Con xin ạ. Đây. Của Út đây nha. Đây. Riêng cái này tặng cháu Út của bố nha. Con xin bố ạ. Ngoan lắm. Cái này của Tuấn Anh. Con xin ạ. Đây, Nhất Mê Hấu. Dùng chung cái này nhá. Thế là bố vô chiều nhất các con rồi đấy nhá. À này. Dạ. Vừa nãy có chuyện gì mà mẹ nghe thấy ầm ĩ cả lên thế hả con? À không. Bọn con nhờ anh em nó đuổi bắt hộ con mèo ăn vụng luôn. À thôi, bà đưa các cháu sang nhà chơi giúp con. Con lên xem anh em nó bắt con mèo đến đâu rồi. Nào, tất cả các con đi sang nhà bà chơi để cho bố vô còn bắt con mèo ăn vụng nhanh. Vâng, đây, đi chúng mày. Tao có cả hai đứa giúp chúng mày. Giúp chúng mày. Thôi, không tranh nhau nữa. Bà can. Đi sang nốt đi còn gì nữa. Em đã kịp khai thác gì đâu anh chứ chứ. Bạn à? Ui giời ơi, ông đúng là cái thằng gian phu. Tại sao ông lại hủ quá ở đây? Tôi tưởng ông trốn ở nhà đối tác cơ mà. Hả? Tại sao? Nhưng mà thôi, bây giờ anh em mình phải trốn đi, không thì mất mạng đấy. Bà Sự với bà Tích theo dõi à? Không phải. Thằng chồng con Mượt nó lại đột ngột trở về. Ông hiểu không? Trời ơi, cái nó đã bảo vệ anh em mình ở dưới kia kìa. Cái gì đấy? Anh Vũ. Bọn em vừa phát hiện thêm một thằng nữa. Thêm một thằng nữa cả? Vâng. Khả năng sẽ còn nhiều thằng nữa. Vâng. Mình ơi. Cái gì? Mình ơi. Chúng nó đang đánh nhau kìa. Mấy thằng? 3 thằng. Ở trên này hết à? Ôi không, con anh, con em, nó đang đánh con chúng ta. Trời, vì đau lắm. Mỗi việc trông con nó cũng không xong. Các chú tiếp tục đi nhá. Mình ra mình xử lý đấy, em không ăn được đâu. Làm đi. Đề nghị hai hoặc rất nhiều tên gian phu tự giác xuống đầu thú. Hai đi. Nếu điều lĩnh hành động, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cứng rắn hơn. Ở đây còn thằng nào nữa không? À, từ hôm nọ tôi ở đây có một mình mà. Chắc không? Chắc. Thế thì ông ăn đủ rồi còn gì nữa. Rồi ui, thế mà lại bảo là chưa khai thác được gì. Ông nhìn cái mặt chỉ muốn
chuẩn cái vả thôi. Nhưng mà thôi, té đi. Ê, khoan. Sao? Tôi có ý kiến thế này. Nổi màu. Hay là hai anh em mình xuống đánh phản công, tiêu diệt sạch toàn bộ hỏa lực của địch, mở đường máu, rồi anh em mình tháo chạy. Ông bị điên à? Xuống đây để chui đầu vào rõ à? Chúng nó có bao nhiêu thằng đấy, nó tốn được, thằng chồng nó mà bắt được, thiên hạ người ta mà biết hai thằng chúng mình chết chung vì một con đàn bà thì nhục lắm, ông có biết không? Đi nhanh lên. Bọn nó gan lì thật đấy. Có khi chúng mình phải tấn công đi. Xông lên, đi đây. Bây giờ ông phải tuyệt đối nghe theo tôi, vì chúng nó đã bắt đầu tấn công rồi. Nhớ chưa? Nhá. Bây giờ như thế này nhá. Tôi nhảy vào chỗ nào thì ông phải nhảy đúng vào chỗ đấy. Nhớ chưa? Và ông phải nghe đi. Ở dưới này nó có đống đá nên nhảy phải hết sức cẩn thận. Ôi trời, nhảy xuống đống đá để mà chết à? Chết thì tôi không sợ, nhưng mà tôi chỉ sợ gãy chân thôi. Còn nếu ông sợ chết, đậy cái mũ bảo hiểm kia vào, nhanh lên. Chúng ta phải tiếp đất vào 36 độ vĩ bắc, 137 độ kinh đông. Tiếp đất xong, chúng ta phải chạy với tốc độ 180 đến 376 km/h thì mới thoát thân được. Nhớ nhá. Tích, nghe mệnh lệnh đây. Cứng rắn lên. Cứng rắn. Nhảy. Đằng này. Đâu? Đấy. Hàng đây, cho lên cáng. Nhanh. Cho nốt ông kia lên đây. Nhanh nhanh. Đấy. Đi đi. Ai cho các anh lấy quần áo bác sĩ hả? Đi nào. Bác sĩ, cởi quần áo ra ngay. Đỡ phải nhận. Cởi ra đi vào. Bác sĩ ơi, cô này bị cái gì đấy? Cô bị stress tâm lý ấy mà. Stress tâm lý là cái gì ạ? Nói nôm na là bị điên tình ấy. Phức tạp nhỉ. Anh Vô này, những hình ảnh mà anh vừa cung cấp cho tôi ấy, thì tôi cũng hiểu được tương đối bệnh lý của hai ông anh trai anh. Thế bây giờ tôi hỏi, ngoài hiện tượng ngáo đá ra thì bệnh nhân còn có biểu hiện gì khác lạ không? À, có đấy chị ạ. Hai ông anh tôi còn bị ngáo gái nữa. Sao lại là ngáo gái? Thì ví dụ như là hai ông anh ấy cứ nhìn thấy đàn bà phụ nữ là lao vào ngấu nghiến cắn xé, thậm chí là còn quấy rối. Tôi hiểu rồi. Thôi, bây giờ anh lên phòng công tác xã hội làm thủ tục để nhập vào trung tâm cho bệnh nhân đi. Vâng, cảm ơn chị. Đây là hai ông anh ruột của tôi. Gia đình chúng tôi có nguyện vọng là cho hai anh ở đây điều trị lâu dài. Tốn kém bao nhiêu gia đình tôi lo hết. Anh Vô này,
Các cụ nhà anh cũng buồn cười nhỉ. Anh tên Vô mà lại có hai anh trai tên Tích, tên Sự. Vô Tích Sự. Hay nhỉ. Anh yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Anh đi làm thủ tục đi. Vâng, thế thôi tôi xin phép. Người quen của mẹ ạ? Không. Bệnh nhân nặng mà con. Văn Cực này, hôm nay mẹ phải trực. Con chịu khó về nấu cơm, rồi ăn một mình, đừng chờ mẹ nhé. Hôm qua mẹ trực rồi mà. Mẹ trực thay cô Lan ấy mà. Thôi về làm việc đi. Vâng ạ. Tích ơi, ông đang ở đâu thế này hả ông Tích ơi? Ông Sự, ông Tích ơi, tại sao lại ra nông nỗi này ông Tích ơi? Ông Sự ơi, ông Sự, ông Sự ơi. Ôi trời ơi. Ôi. Thế này là thế nào ông Tích? Mình đang nằm ở viện nào hôm nay? Ông Sự này, anh em mình đến nông nỗi như thế này, thiên hạ nó mà biết thì chết nhục ông à. Tất cả là tại ông ấy. Tiêu gì cách thoát thân, ông lại chọn cái cách nhảy từ tầng 2 xuống, khác gì tự vẫn. Thôi ông im đi, khổ lắm. Mà này, ông nhớ nha, mình phải giấu biệt tông tích của mình đi nha. Đứa nào nó hỏi cái gì thì cứ lắc đầu không biết, nhớ chưa? Tôi có bị thần kinh đâu mà làm lộ tông tích để thiên hạ người ta chửi vào mặt tôi à? Sao người ta mang đồ ăn lên cho mình nhỉ? Bụng thế, bụng tôi nó sủi sùng rục như là nước sôi. Tích hả? Ông ăn cái gì đấy? Nhô à. Đây. Hả? Thế làm ơn bạn cho mình mấy quả. Này, ông há mồm ra, tôi viện trợ cho nhé. Há ra. Há mồm vào. Há ra. Há vô ra. Ông đáng đòi quá. Đáng đòi. Ngon không? Ngon. Tiếp. Nữa nhé. Há mồm ra. Đâu? Đây. Đang ngắm. Nào, há ra. Nó rơi vào mặt. Xin lỗi bạn nhé. Mũi cái gì đây? Sữa. Này, uống không? Có bú không? Có. Tôi cho tí. Lại há mồm ra. Nào, há nào. 2, 3.
Nuốt đi. Các bạn vào đây. Anh lánh sự hả? Anh là Tích đúng không? Anh cứ lắc loạn lên như thế thì làm sao tôi biết được tên anh là gì? Anh là Tích hả? No. Thế anh là Sự đúng không? No, no. Anh có nhớ họ tên của mình là gì không? Yes. Thế tên anh là gì? No, I'm not. No, understand. Các bạn thấy đấy. Trong những trường hợp như thế này, chúng ta phải tiêm thuốc an thần kinh để giúp họ an dịu lại hệ thần kinh. Những bệnh nhân hay sử dụng ma túy đá hay còn gọi là đập đá, họ vẫn có phản xạ đau đớn. Nhưng khi ta hỏi những gì thuộc về họ thì họ lại không biết gì cả và không nhớ gì cả. Não bộ của họ bị tê liệt. Khi phê thuốc, họ luôn nghĩ mình là siêu nhân, còn những người khác là ma quỷ. Các bạn nhớ rồi chứ? Thôi bây giờ ta đi nghiên cứu những trường hợp khác đi. Bạn này, tôi trông cái cô bác sĩ vừa rồi quen lắm, không biết gặp ở đâu rồi mà tôi nghĩ mãi không ra bạn ạ. Rồi ơi, ta mà không được gọi tên cơ mà lộ bây giờ. May quá lúc nãy bác sĩ hỏi, tí nữa tôi gật đầu nhầm. Ông này hay quên lắm đi. Bạn này, nào bác sĩ bảo tôi mắc bệnh đập đá. Người ta phán thế là đúng chứ còn gì nữa. Sao lại đúng? Tôi với ông chả rơi vào đống đá đấy còn gì nữa. Ông làm sao đấy? Ôi giời ơi, tự nhiên tôi lại bị sốt cao. Bạn sao thế? Tôi cũng bị khản đến gần tiếng. Lần sau họ tiêm thì bạn phải dắm chặt mắt lại. Bạn cứ mở mắt ra như thế thì kiểu gì mà chả bị nuốt nước miếng. Mà nuốt nước miếng nhiều thì kiểu gì mà chả bị viêm họng. Mình dắm chặt thì thôi chứ. Thế nhưng mà người ta cứ thở vào tai ấy. Thế nào mắt lại, mí mắt lại bùng ra. Mình công nhận tiêm sướng thật đấy. Tiêm có một phát mà phê tới tận bây giờ. Bạn có phê không? Tôi cũng đang phê lòi mắt ở đây. Mà bạn này, anh em mình đi bao nhiêu bệnh viện rồi mà không phát hiện được ra cái bệnh viện này sớm nhỉ. Mà này,
Tôi vẫn thấy cái cô bác sĩ lúc nãy quen lắm mà sao không nhớ ra bạn ạ? À? Ồ thế à? Ừ, thế thì bạn cố nhớ đi. Nếu đúng là người quen thì bảo cô ấy mỗi ngày tiêm cho anh em mình 10 phát. Ừ, tiêm 10 phát thì tôi với ông quỳ tiền luôn. À? Vẫn. Nghe nói ông Tích bị đánh đau lắm à? Thì em nghe người ta đồn đấy thôi, cô đã biết thế nào đâu ba? Khổ. Cô Tích đã biết bệnh viện nào chưa? Em mà biết được bệnh viện nào thì đã tốt. Thế cái con ấy là con nào? Cái con mà người ta đồn ý, con đấy thì em biết. Thế nhưng mà đã biết sự thể nó thế nào đâu mà nói. Mẹ này, chuyện của nhà bác ấy, mẹ cứ quan tâm làm gì? Cái con này mới biết cái gì? Để im đi. Lông lá bán khổ, nào khổ của bác à. Con thế này thì... Lông lá khổ bán ơi. Chồng mới trả con ấy, bác em khổ lắm cơ. Ô hay cái nhà chị Tích này sao mà khóc thế hả? Phụ trẻ ạ? Đâu, con có ý cái gì đâu ạ? Đây là các bác ấy đang hỏi để con trả lời đấy chứ ạ. Hỏi cái gì? Hỏi về cái ông Tích cho con chứ hỏi về cái gì nữa. Thôi được rồi, xin phép các anh các chị uống nước xong rồi thôi giải tán để tôi với cả con cháu dâu tôi đây có một cái cuộc họp gọi là bất ngờ nhá, thông cảm nhá. Vâng, thôi thế có gì vâng, thôi các bác về nhá. Cháu về đấy bác ạ. Vâng, bác về ạ. Này chị Tích. Dạ. Chị tâm sự gì với người ta đấy hả? Con tâm sự gì đâu ạ? Đấy là người ta hỏi con nói chứ. Chị có biết là cái quán nước nhà chị là cái trung tâm truyền thông của thôn không hả? Nào thế sao, chị có việc gì? Đấy cụ xem đấy, nhà bao nhiêu chỗ ngủ thì không ngủ, rủ nhau sang bên kia xong hủ hóa tập thể. Trời ơi, bị chồng nó đánh cho nhục không cái chứ lệ. Chị tuyên truyền như thế tức là chị làm nhục cả họ đấy. Chị bôi do chát chấu mặt tôi đi này nhá. Thế chị có bắt được tận tay dây được tận chán thằng cháu Tích nhà tôi nó hủ hóa không mà là chị ăn nói như thế à? Con nói cụ nghe nhá, con mà bắt được tận tay dây tận chán thì lại không đến mức như thế này. Cái chuyện này ấy, thì là tôi nghe được cách đây mấy hôm rồi thế nhá. Tôi là còn điều động mấy thằng cháu trong họ đi đến tất cả những cái bệnh viện của huyện lao vào phòng cấp cứu, nhưng mà không ở chỗ nào nó có tên bệnh nhân là Tích là sự cả. Thật không mà cô? Thật chứ không gì nữa. Ôi dồi ôi, thế thì may quá. Chứ còn cứ tưởng nhá, lại cứ dai gái đĩ bợ nó chỉ có mà nhục lắm. Cơ mà cụ ơi, người ta nói là đích danh cơ. Đích danh mà ông Tích với ông Sự bị chồng con Mượt nó đánh cho phải nhập viện cụ ạ. Không, tôi đã giải thích như thế mà chị không hiểu. Đấy là mấy cái thằng đồng nghiệp của tôi đi thu mua sắt vụn nhà con Mượt, thế thì lại chồng nó đánh cho, chứ không phải là thằng Tích với cả anh Sư. Cụ ơi, không có lửa làm sao có khói. Bây giờ người ta đồn như thế nhá thì làm sao mà con yên tâm được. Thế này nhá, cụ đã đi bệnh viện tuyến huyện rồi đúng không? Đúng rồi. Không thấy gì, con với cụ đi lên tuyến tỉnh. Nếu mà tuyến tỉnh không thấy đâu, con với cụ đi lên tuyến trung ương. Ừ nhỉ, tôi lại bỏ sót mất cái tuyến tỉnh. Đấy. Mà bây giờ tôi mới là cái người cần thằng Tích hơn chị. Cái ruộng nhà mình này. Vâng. Tôi quy tập được hết về trước cửa nhà sự rồi. Ôi giời, nhanh thế hả? Có quyết định rồi à. Thế bây giờ tôi mới cần thằng Tích nó về nó quy hoạch. Chứ tôi biết đâu mà quy hoạch. Thôi này, bây giờ là nếu mà đã có rồi thì giờ con cho cắm cọc. Đợi bao giờ ông Tích về thì mình thi công. Này, chị cắm cọc ấy thì chị cứ chủ động chị cắm thôi nhá. Chứ đừng để chị Sự chị biết rồi chị lại gây khó khăn. Vâng, chưa? Vâng. Ừ, thế thôi bây giờ này, chị dọn hàng đi. Tôi mới chị lên tuyến tỉnh để tìm thằng Tích. Vâng, thế còn cụ đi ạ. Vâng. Bác ăn cháo đi. Không ăn cháo này đâu, ăn cháo khác cơ. Ăn cháo này không ngon. Bác muốn ăn cháo gì? Bác muốn ăn cháo phổi. Làm gì có cháo phổi, ngày mai mới có. Không, ăn luôn bây giờ cơ. Đã bảo là không có rồi bà Linh. Thì đây thấy. Hả? Luôn. Này, phải dê lắm. Nào, bác này có định ăn cháo không? Không ăn cháo này đâu. Ăn cháo nào? Cháo chân giò. Thì có cháo chân giò nào? Đây đây. Cái bác này, vớ vẩn. Kệ. Ok, hai cô y tá đi đâu đấy? Thế nào, hai bệnh nhân có chịu ăn không? Hai bệnh nhân này khó chăm sóc lắm. Sao thế? Hôm nay cho ăn cháo tim mà cứ đòi cháo phổi với cháo chân giò. Thế thì bữa sau nấu cháo phổi và cháo chân giò cho người ta. Không, bác ấy đòi cháo chân giò này cô. Lão này vẫn chứng nào tật đấy.
hai cô phải xét kỹ hồ sơ lý lịch của bệnh nhân chứ. Hai bệnh nhân này có triệu chứng lâm sàng là thích phụ nữ. Hai cô phải cảnh giác đấy. Thế nào hai anh? Bây giờ ăn cháo hay để tiêm? Cháo. Hai cô, vào cho họ ăn đi. Kiến Dũng chị tưởng ơi, chỗ cái vườn hoa này em trồng mấy cây cổ thụ vào đây nhá. Cúi đầu xuống. Đứa nào đánh nó thế? Cậu ấy, làm sao mà có tầm nhìn được mà tham gia vào cái bản quy hoạch thành phố của tớ hoành tráng như thế này ta? Bây giờ người ta nhổ chẳng được, mình lại đi trồng. Sau này tất cả các cây cổ thụ ở thành phố nhá, tôi cho chặt hết, chặt hết. Thay vào đó là những khu vệ sinh công cộng mang tầm cỡ quốc tế. Đấy, sợ chưa? Sợ không? Cậu nói cậu sợ tớ đi. Sợ đi. Không sợ, không sợ. Không sợ. Chúng mình Bắt. Lại đi. Ngoan nhá, ngồi thẳng để yên đầu như này thì nó mới đánh trúng được nhá. Gì đấy? Chúng rồi. Mày có sao không? Chúng rồi. Hai cái thằng dở hơi kia, trả gậy cho ông ấy. Không giả đây. Không giả. Cái thằng dở hơi này. Hay nhỉ? Đưa gậy đây. Không giả đây. Khổ quá, đưa cái nào đây. Hay nhỉ? Đưa đây. Thôi nào đâu. Đưa đây. Lại ngủ cậu à? Ừ. Lần sau là không được lấy nạng của người ta đâu nhá. Đi trồng cây đi. Rõ chưa? Giờ tớ phải đi họp. Alo, cứ họp đi, tớ đi chơi. Đưa cái nạng lên. Nhà họp rồi. Ôi, bắt tớ họp đi nhỉ? Mọi người làm gì thế hả? Này, trả nạng cho người ta. Có muốn tiêm không hả? Mọi người lưu ý, lúc bệnh nhân biết vui đùa như thế này là lúc não bộ có chiều hướng hoạt động tư duy tốt. Chúng ta có thể lấy âm nhạc để giúp cho bệnh nhân tìm được cảm giác tư duy. Tuyến, em làm sao thế? Nhớ,
nhớ gì? Hoàng Long Tiểu. Sao lại Hoàng Long Tiểu? Rượu. Ôi tôi chết, không được nhớ đến rượu đâu nhá. Thôi, chịu khó điều trị, rồi bao giờ khỏi sẽ sớm được về nhà hát, lại được biểu diễn phục vụ bà con nhá. Vâng. Thế bây giờ tuyến đàn cho chị hát nhá. Dạ vâng. Lấy đàn đi. Sao im lặng thế? Ai có ý kiến gì về cái bản dự án kiến trúc đô thị của tôi thì phát biểu nhá. Tôi đang hết sức lắng nghe đây. Anh Linh. Mời cô. Tiêm nhá. Thôi, tiêm đủ rồi. Còn ngồi lại cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết sống buồn tênh. Đôi khi ta lắng nghe, ta nghe sóng âm u rồi vào đời buột xa, hồn ta gió cát phù du bay về. Đôi khi còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu, lại mình đời đã xanh cho nhà bác Tích. Cái gì? Mang cho nhà bác Tích á? Ra, mày cũng đi ra luôn. Đi ra khỏi đây nhanh lên. Vớ vả vớ vẩn. Cái gì đấy? Hả? Mang cho nhà Tích. Có chuyện gì đấy? Này này, cái con mụ này. Làm cái gì mà bày bừa ra gõ chẳng cái ta thế hả? Bày bừa cái gì đâu mà bày bừa. Chả là thế này. Gì? Ông Tích nhà tôi ấy, ông đang định xây mấy cái nhà hàng khách sạn hết cái khu đất này. Thế nên là hôm nay tập kết nguyên vật liệu vào đây. Mấy hôm nữa ông ấy về thì thi công. Cái gì?
thi công á. Này tôi nói cho bà biết nhá, tôi là tôi không đồng ý cho để ở ngõ cho tôi thế đâu nhá. Lành tành bảnh đái. Con mụ này ghê gớm thật đấy. Cùng là thông gia với nhau mà làm gì ghê. Chúng mày đâu? Vào bê hết ra cho chị. Này, bỏ ra. Đây là bê thế nào hả? Này hai cái thằng kia nhá, chúng mày mà bước chân qua cái barrier này nhá, bà là bà chặt chân. Này, ăn nói cho nó vô lý vừa thôi nhá. Của nhà người ta thì người ta bê về chứ định cướp à? Này, cá vào ai ngửi được nhá. Của nào nhà mụ, vớ bà vớ. Ăn nói thì vô lý vừa vừa thôi. Nào, hai cái con mụ này. Chồng mới đi vắng có mấy hôm đi mà cãi nhau ôm tỏi thế hả? Này, nhà chị Tích, tôi tìm thấy thằng cháu Tích nhà tôi rồi đấy. Đâu cụ? Ôi trời ơi. Thằng cháu Tích nhà tôi với cả anh Sự, chồng chị này đang nằm điều trị ở trung tâm nuôi dưỡng tâm thần. Thế mà hôm nọ này, hai cụ cháu mình thì cứ đi vào viện tìm, cứ mà tìm chim. Ôi trời ơi, thôi, bây giờ coi với cụ đi luôn đi, không có sốt ruột quá. Thế đi. Về đi cụ. Đành. Cho chị đi với nhá. Cho chị đi với á? Gớm. Thế là hai bà đang cắn xé nhau thế này, thế bây giờ đi trên đường đi hai bà cắn xé nhau thì tôi ở giữa tôi chết à? Đoàn kết được chưa? Rồi. Thế mày thay quần áo đi. Rồi. Thay được thì thôi đi luôn. Nè, mấy đứa này bê gọn vào cho chị nhá. Bê hết vào cho chị. Bê vào đây. Lên lên, bê vào đây cho chị. Bạn này, bạn đỡ nhiều chưa? Bạn phải chịu khó tập nhiều vào. Khỏe lại thì anh em mình mới trốn được khỏi đây. Bạn hiểu không? Bạn này, tôi thấy ở đây họ chăm sóc cũng tốt đấy. Hay là anh em mình cứ ở đây một thời gian. Tôi phải rồi các cô y tá rồi ạ. Phải rồi là cái gì? Lòng ấy. Ôi giời ơi, đã đến nước này rồi mà bố vẫn còn cái tính đấy. Bỏ nó đi. Thiên hạ mà người ta biết tôi với ông bị cái thằng chồng con mượt nó đưa vào đây là hỏng hết việc lớn đấy. Ông hiểu chưa? Thế tại sao ông bảo là ở đây ông được sống trong kỷ niệm? Mà này, tôi hỏi thật nhé, cái cô bác sĩ hát nhạc Trịnh ấy có phải là người yêu cũ của ông không? Có khi đúng. Nhưng mà ông ạ, tôi với ông bệ rạc như thế này rồi, nếu có đúng chắc để ta cũng chả dám nhận. Mà nếu cô ấy đúng là người xưa của tôi thì tôi đồ rằng tôi với cô ấy là khả năng có một đứa con. Mà bây giờ cháu nó cũng phải ngoài 20 tuổi rồi. Trời ơi, sao tôi lại khốn nạn như thế à? Trời đất ơi, đã gây hậu quả nghiêm trọng như thế, không xử lý mà lại còn bỏ trốn. Sao mày đê tiện như thế hả Tích? Sao mày khốn nạn thế hả Tích ơi? Này, ông đang nói chuyện với ai này ông Tích? Tôi đang nói chuyện với tôi đây này. Tích ơi, ông bị dính rồi. Chẳng nhẽ hâm điên thần kinh cũng bị lây à? Hâm điên cái gì? Ông hâm, ông điên, ông thần kinh rồi. Bạn có đau lắm không? Bạn, tôi xin lỗi bạn nhé. Giời ơi, ông Tích, tại sao lại quá đáng với ông Sự như thế? Thì bạn, tôi xin lỗi bạn. Thôi mà, thì ông Tích ông xin lỗi bạn rồi nhá. Thôi bỏ qua cho ông ấy. Thôi nhá. Ông hỏng rồi ông Tích ạ. Thì hỏng thì sửa, có vấn đề gì đâu. Nào, đứng lên. Đây. Rồi nào. Ui trời ơi. Rồi. Đây, ra kia. Đây. Nhìn cái gì? Đi. Đi vào đây. Bác gì ơi, cho ngồi nhờ cái ạ. Ngồi đi. Ghế công. Bác ơi, xin lỗi, bác cho ngồi nhờ cái ạ. Cảm ơn. Thoải mái chưa? Rồi ạ, cảm ơn bác ạ. Khổ quá. Nó bảo không làm sao đâu, đừng có nhìn nữa. Mà nghỉ mắt thì cho nó khỏe. Bác ơi, bác vào thăm bệnh nhân ạ. Trưởng phòng của tôi nằm trong này. À thế ạ, thế trưởng phòng bác bị sao ạ? Điên. Lâu chưa ạ? Tâm thần. Ô thế trưởng phòng của bác là trai hay gái hả bác? Thần kinh. Ô, trưởng phòng vừa điên vừa hâm vừa thần kinh hả bác? Thì cũng giống như anh em mình ý. Ôi, lại là ông à? Không tôi thì ai? Chả cho người ta tập trung gì cả. Linh cận, đi cho ra đây. Đã tiêm chưa? Em chưa. Lần sau mà còn lang thang ra ngoài này, trói luôn. Đi vào tiêm. Đi. Nhanh cái chân lên. Tiêm nhanh. Còn đi dự hội thảo.
nhanh cái chân lên. Còn hai thằng này, đã tiêm cho mà ngồi đây. Bác sĩ bảo bọn tôi không phải tiêm. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào. Thằng này khỏi rồi. Thằng này phải tiêm. Tiêm luôn cho nó 10 mũi. Không. Ôi giời ơi. Cái gì? Sao lại tiêm nhiều thế? Tiêm vào đâu nhỉ? Tiêm thẳng vào mắt. Tiêm vào mắt à? Mắt thì nhỡ mù sao? Mù thì nó mới khỏi. Ôi giời ơi. Câu này không cười nhỉ? Anh buông ra. Đánh nhá. Đi ra kìa. Hai cái anh này. Ai cho các anh đấy câu đá của bác sĩ hả? Cởi ra. Đi vào trong kia. Đi vào. Chói bây giờ này. Bác sĩ cho chúng tôi hỏi là hai cái anh bác sĩ vừa rồi này là sao đấy ạ? Cũng là bệnh nhân như hai bác. Điên ý mà. Là bệnh nhân cũng như hai bác. Điên ý mà. Đấy. Ông ấy thấy nhục chưa? Nó bảo mình điên đấy. Tôi đang nhục dần đây. Là người bình thường thì không muốn. Tự nhiên lại thành một lũ điên như thế này. Mà cái thằng chồng của con mượt ấy, đúng là nó uyên bác thật ấy. Tự nhiên nó lại nhốt anh em mình vào trại tâm thần thế này nó mới thâm như này. Bạn, bạn còn tiền không? Đây. Đâu? Để ngân hàng. Còn đau không? Đi đây. Không còn đau nữa. Đỡ rồi. Tốt rồi. Bạn này. Hả? Cái tường kia có cao không nhỉ? Hay là... cổ? Nom bốn cái quả mông này quen quen. Không biết là mình đã gặp ở đâu rồi. Ông Tích, ông thử cố nhớ lại xem ông đã gặp hai nàng này ở đâu. Ông lẩm bẩm cái gì đấy ông Tích? Yên lặng, để cho ông Tích ông phút tư duy. Baba Slanka, công quốc Baba Slanka, tâm. Thôi chết rồi, ông bị thần kinh thật rồi. Ông bị nhiễm thật rồi. Ở đâu sao không nhớ ra nhỉ? Sao tự nhiên lúc này nhìn ông không khác gì con thủy quái nhà tôi. Thủy quái à? À thôi đúng rồi, bắt nguồn từ cái con thủy quái. Ông biết không, tôi và ông đã gặp nàng khi ở nhà ta ở quê. Ông nhớ chưa? Hai nàng đi cùng với hai thằng đại gia. Mà cái lúc ở bãi trông xe, ông không cho tôi lấy tiền xe của hai thằng đấy. Ông nhớ chưa? Ồ, hả? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Úi giời đấy. Cái hôm ông đi ăn với chúng nó mà tôi xin ông đi cùng, ông không cho đi thì còn gì. Nhớ rồi. Nhà đầu tư. Xin chào nhà đầu tư tài ba. Tôi là giáo sư công sự đây, bà có nhận ra tôi không? Dạ, chào giáo sư công sự ạ. Dạ, bà chủ tôi đang thử đồ ở trong kia ạ. Đang thử đồ. Đang thay quần áo đấy. Vào đi. Thế tôi vào đây. Này. Dạ. Đi ra đây anh bảo. Anh xin trân trọng giới thiệu với em. Anh là giáo sư tiến sĩ viện Hàn Lâm Văn Tích. Anh chính là thầy của thằng phó giáo sư công sự kia. Cô Mộng ơi, cô Mộng ơi, cô Mộng ơi. À, tôi nhớ ra rồi. Ông là trông xe ở trung tâm thủy cung của giáo sư công sự phải không ạ? Trông xe là trông xe thế nào? Chắc là quý cô nhầm tôi với ai đấy thôi ạ. Nhầm là nhầm thế nào? Tôi còn nhớ chính ông là người cầm cục gạch cào xước xe của chúng tôi. Tôi ngồi trong xe tôi còn nhìn thấy rõ.
Thế thì đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Kính thưa nàng, lúc đó là tôi đang nghiên cứu một công trình khoa học mang tầm cỡ quốc tế với chủ đề trông giữ xe nơi công cộng. À nhưng mà thôi, dẫu sao thì đấy nó cũng là câu chuyện của quá khứ rồi. Em, anh có thể trân trọng được tặng em một món đồ ở đây được không? Nếu ngài đã có nhã ý thì tôi rất hân hạnh. Rất cảm phiền quý bà. Cô Mộc ơi, cô Mộc anh ơi. Anh à? Xin chào nhà đầu tư tài ba. Tôi là giáo sư công sự đây à. Rất hân hạnh được gặp bà. Rất hân hạnh được gặp giáo sư ạ. Trân trọng. Thưa giáo sư công sự, chúng tôi đang có việc quan trọng rất muốn được gặp ngài. Phiền ngài chờ tôi một lát nhé. Tôi có thể giúp bà được chút gì trong lúc này không nhỉ? Cảm phiền giáo sư, cứ ra ngoài kia chờ tôi một lát. Không sao, tôi đứng chờ bà ở đây cũng được. Rất chân thành. Hả? Này, này, bà chủ bà đang bảo ông lên đấy, lên đi. Biết rồi, mà không lên được. Ôi, sao lại không lên được? Biết là khổ chứ. Ôi giời ơi, mà để tôi nói cho ông biết nhé. Ông là thằng có tiền thật đấy, nhưng mà trong mặt ông nó không ra thằng chủ một tí nào, trông như thằng buôn cá. Cô lên đây không phải để tôi kéo lên. Thế ông kéo tôi lên cái. Ôi giời ơi, nẫu ruột, đưa tay đây. Vẩn gì? Ôi ơi, mà này, tôi chỉ làm thằng hầu cho ông nốt lần này thôi đấy nhá. Nhớ nhá, đang làm đại gia tự nhiên lại làm nô tì cho ông thế này, chỉ vì miếng ăn mà quá nhục. Ôi giời ơi, rất hân hạnh được dùng bữa với ngài, xin mời. Mời bà. Mời ngài. Mời bà. Mời giáo sư ạ. Mời ngài. Dạ, mời ngài ạ. Mời ngài dùng bữa ạ. Xin ngài cứ tự nhiên ạ. Mời bà ạ. Xin mời. Ngài cứ tự nhiên.
Thưa ngài giáo sư, hôm nay tôi gặp ngài là để bàn với ngài về vấn đề phát triển kinh doanh và phân chia lợi nhuận ạ. Bà cứ nói đi. Về cái vấn đề mà nhân giống con thủy quái thì bà không phải nghĩ. Bà không phải nghĩ đâu, yên tâm đi. Quan trọng là bà sẽ đầu tư vào cái hạng mục nào, bà nói đi. Đúng rồi. Thật ra vấn đề này hơi tế nhị. Tôi e là ta hơi khó nói chuyện đấy ạ. Bà cứ tự nhiên đi. Tôi với giáo sư Sự đây cũng là một thôi. Giáo sư nhỉ? Thế thôi vậy, để dịp khác ta trao đổi sau nhá. Tích. Tích. Cái gì? Thì ra là hai bà đã biết hết chuyện rồi. Thôi đừng nhắc, tôi xấu hổ lắm. Ông Tích, ông có còn nhớ ông đã từng nói với một người con gái rằng suốt cuộc đời này anh sẽ không quên được em. Bà là... Tôi là Lanh đây. Trời ơi, thằng nào tôi cứ thế ngờ ngợ mà không nhớ được là ai. Hóa ra bà là... Bây giờ ông đã nhận ra bà ấy rồi chứ? Thôi mà bà bình tĩnh đi, tôi xin lỗi bà. Khổ quá, mà cái tính của tôi thì bà còn lạ gì nữa. Tôi bỏ qua cho tôi đi. Âu thì nó cũng là quá khứ rồi. Bà tha tôi lỗi cho tôi bà nhé. Tôi mang cho ông một món quà từ quá khứ đây. Cậu này là... Văn Cực con, ra nhận bố Tích đi. Yeah. Sản phẩm của ông đấy. Kìa ông Tích Cực, nhận bố đi con. Nhận đi con. Nhận đi con. Bố. Cực con, Cực ơi, bố có lỗi với con, hãy tha tội cho bố con nhé. Bà Tích, tôi có lỗi với bà. Lành, tha lỗi cho tôi. Bạn bỏ qua cho tôi nhé, tha tội cho tôi nhé. Trời ơi, ông Tích ơi là ông Tích. Tại sao lại làm khổ tôi như thế hả ông Tích ơi? Tôi có lỗi với mọi người, xin mọi người tha tội cho tôi. Tích ơi là Tích. Ông Tích. Tôi có lỗi với mọi người, tôi có lỗi với mọi người. Ông Tích. À, bác sĩ, thế liệu có cần phải đưa ông Tích quay lại nhà thương điên không? Điều này thì phải hỏi bà Tích chứ. Thôi, các ông không phải đi đâu cả. Bây giờ tất cả về nhà đầu tư. Tôi có ý kiến như thế này nhá.
trong cái ngày trọng đại như thế này, giữa bối cảnh lịch sử nghìn năm có một này, tôi và ông Sự sẽ mời tất cả mọi người đến nhà hàng, chúng ta liên hoan một bữa cho nó vật vã. Mọi người có đồng ý không? Đồng ý.